kính chào các bậc phụ huynh và các con yêu quý. Tên tôi là Doanh Thị Thủy, giáo viên trường mầm non Lê Lợi. Thưa các bậc phụ huynh, đọc truyện tương tác không chỉ hình thành ở trẻ khả năng giao tiếp tốt, vốn từ đa dạng, trí tưởng tượng phong phú, mà thông qua những câu chuyện còn có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục lễ giáo, đạo đức, nhân cách cho trẻ. Khả năng tương tác chính là năng lực quan trọng giúp trẻ thành công trong cuộc sống sau này. Vậy nên, hôm nay tôi muốn giới thiệu tới các bậc phụ huynh phương pháp đọc truyện tương tác cho trẻ qua câu chuyện Mời bạn đến chơi nhà thuộc chủ đề bản thân mà các con đã được học ở trường. Trong hoạt động này, tôi đã áp dụng thẻ L6, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Trong cuốn số 4, bộ công cụ LM hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc, viết và toán. Mục đích của hoạt động này là giúp trẻ phát triển kỹ năng trò chuyện, lắng nghe và kỹ năng lật dở sách đúng cách. Và bây giờ, không để các bậc phụ huynh phải chờ lâu nữa, sau đây xin mời các bậc phụ huynh hãy cùng xem video đọc truyện tương tác này nhé! Con ơi, hôm nay cô sẽ kể cho con nghe câu chuyện Mời bạn đến chơi nhà nhé. À, con nhìn cho cô xem là con nhìn thấy gì ở trên bức tranh này nào. Con nhìn thấy bạn gấu với bạn cá đang vui đùa bờ sông. Con còn nhìn thấy gì nữa không? Con còn nhìn thấy cá. Có mấy bạn cá nhỉ? Con ơi, cô có 2 bạn cá. Đúng rồi đấy con ạ. Đây là các bạn ở trong câu chuyện Mời bạn đến chơi nhà do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành đấy. Thế theo con, đây là trang gì của quyển sách nhỉ? Đây là trang bìa. Con viết là rất là giỏi, cô khen con. Gấu nhỏ và cáo nhỏ là đôi bạn chơi với nhau rất thân. Một hôm, hai bạn ra bờ suối chơi. Gấu liền nói với cáo: "Ngày mai, mời bạn đến nhà tôi chơi nhé." "Tôi chưa biết nhà bạn. Nhà bạn ở đâu?" cáo hỏi. Gấu chỉ tay về phía mé rừng cây, nói: "Nhà tôi ở mé rừng kia kìa." "Nhưng mé rừng có mấy căn nhà. Vậy nhà nào là nhà của bạn?" Gấu nghĩ một lát rồi nói: thế này nhé, tớ sẽ vẽ một bức tranh lên cánh cổng nhà tớ để bạn có thể dễ tìm. Thế theo con thì bạn cáo nhỏ có tìm được nhà của bạn gấu không? Con thử đoán xem nào. Không ạ. Để biết được, chúng mình nghe cô kể trước nhé. Con nhìn thấy gì trên bức tranh này? Con nhìn thấy những bông hoa đẹp và những bạn ong. Đúng rồi. Thế con thử đếm cho cô xem có bao nhiêu bạn ong nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có tất cả mấy bạn hả con? Mấy bạn ong? 7 ạ. Sáng hôm sau, gấu vẽ trên cánh cổng nhà mình một bó hoa rực rỡ. Vẽ xong, gấu đóng cổng và đi vào nhà chờ cáo tới. Chợt gấu nghe thấy những tiếng vo vo vo, tiếng vo vo cứ rõ dần lên. Chắc là cáo tới rồi. Gấu nghĩ vậy và ngó đầu ra xem thì thấy một đàn ong đang bay quanh cổng. Đàn ong nói: "Gấu nhỏ ơi, hoa trên cổng nhà anh đẹp quá. Chúng tôi cứ tưởng là hoa thật nên bay tới để hút mật đây." Con ơi, con thử đoán xem là bạn gấu sẽ làm gì tiếp theo nào. Con nghĩ là bạn gấu sẽ vẽ một cái gì đó. Để biết được, chúng mình cùng quan sát tiếp nhé. Con ơi, con thấy câu chuyện có hay không? Con ạ, câu chuyện nói về bạn gấu rất là kiên trì, nhẫn nại, làm mọi việc đến cùng đấy. Con cũng sẽ giống bạn gấu, làm mọi việc đến cùng và luôn hoàn thành việc của mình nhé. Con đồng ý không?
Vâng ạ. Các bậc phụ huynh, vừa rồi các bậc phụ huynh đã được xem hoạt động đọc truyện tương tác. Rất mong các bậc phụ huynh hãy dành thật nhiều thời gian để đọc truyện tương tác cùng các con mọi lúc mọi nơi nhé. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã dành thời gian để theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.